triển khai nhiệm vụ giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tham dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị trực tuyến từ Tổng cục Thuế tới 63 điểm cầu cục thuế và 413 chi cục thuế trong cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2023, không nằm ngoài sự ảnh hưởng của kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước cũng gặp phải những khó khăn, hạn chế. Thế nhưng, nhờ sự nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, sự ủng hộ đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, toàn ngành thuế đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 do ngành thuế quản lý ước đạt hơn 743.000 tỷ đồng, bằng 54,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt hơn 30.600 tỷ đồng, bằng 72,9% so với dự toán. Thu nội địa ước đạt gần 712.400 tỷ đồng, bằng 53,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,7% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt khá so với dự toán chủ yếu là do thuế thu nhập doanh nghiệp, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại là hai nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn. Hầu hết các khoản thu sát thuế đều có tiến độ thu đạt khá so với dự toán và đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Tại hội nghị, các địa phương đã tham luận các giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, Cục Thuế Đồng Nai cũng đề xuất một số kiến nghị. Thứ nhất là cần có hướng dẫn mang tính bắt buộc đối với cái người nộp thuế mà sử dụng hóa đơn điện tử từ khởi tạo từ máy tính tiền. Hiện nay Cục Thuế Đồng Nai đã triển khai, nhưng mà các đối tượng, các người nộp thuế, người ta thường là viện dẫn nhiều lý do để trì hoãn việc đăng ký kê khai, đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tổng cục thuế cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cục thuế được tiếp cận các thông tin dữ liệu hiện có của ngành, tiếp tục mua dữ liệu thương mại để phục vụ cho công tác quản lý các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Phát biểu tại hội nghị sơ kết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng cục Thuế và toàn ngành thuế trong 6 tháng đầu năm nay. Mặc dù kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm của ngành thuế đạt tiến độ cao thu khá so với dự toán, tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao, đòi hỏi toàn ngành thuế phải đặt quyết tâm cao, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế, thực hiện triển khai kịp thời, có hiệu quả các cái giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân theo các chính sách quy định của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính. Cơ quan thuế cao cấp thì cần phải theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá phân tích các yếu tố tác động đến thu, tiến độ thu tại từng địa bàn, từng khu vực và từng sắc thuế để mà kịp thời có cái giải pháp quản lý hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, tập trung đẩy mạnh xử lý thu hồi nợ động